Chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví YouGov để chứa những đồng coin chạy trên nền tảng của Canado có tên mã token cần là ADA và ERO nha các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10 token cần Revolver nè các bạn. Thì mình sẽ làm cái video này hướng dẫn các bạn tạo ví để sau này token cần nó sẽ cho các bạn rút, thì mình sẽ rút ví vô tiên các bạn. Và mình sẽ làm một cái video nữa là hướng dẫn các bạn mua token với giá phi sale nha các bạn, KIC và dự án Yuturu nha các bạn. Thì để tạo được cái ví này thì các bạn click phần link mô tả thứ nhất, mình các bạn mở cái link form các bạn, thì các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn download nè các bạn. Các bạn có thể download về hệ điều hành Android và iOS đều được hết trơn các bạn. Bạn nhấp vào nó chuyển các bạn về Sitlay hoặc là App Store, các bạn tải về một app rồi vô rồi các bạn. Sau khi tải về xong các bạn mở cái app vô mình ra nè các bạn. Rồi, dự án này nó giao app này nó không có tiếng Việt nha các bạn, toàn tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Mỹ không à. Nên các bạn chọn tiếng Anh các bạn bấm vào Jersey Launcher nè các bạn. Rồi các bạn tiếp xuống đây các bạn chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào Accept nè. Không có gì khó hết trơn các bạn. Rồi các bạn tự đặt mã pin của bạn gồm có 6 số các bạn. Rồi các bạn xác nhận mã pin của tất cả các bạn lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục Add Wallet. Rồi ở đây thì có 3 mục, mục Create Wallet, Restore Wallet và Connect to Layer Nano. Thì dòng đầu thì tạo ví, dòng thứ hai là backup ví, dòng thứ ba là Connect với Layer Nano các bạn. Thì những các bạn mới thì chưa có ví nên các bạn bấm vào Create Wallet nha các bạn. Dòng thứ hai để bắt phục khôi phục ví thôi các bạn. Nem thì các bạn tự đặt cho mình nha các bạn. Các bạn tự đặt đại đi các bạn. Rồi tiếp tục thì mật khẩu thì các bạn cũng tự đặt luôn, gồm có 8 đến 20 ký tự nha các bạn. Có cái hiệu cộng đặc biệt nhân dân nha các bạn. Rồi nha các bạn gồm có 10 ký hiệu các bạn. Rồi bấm continue nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào Astra. Sau khi các bạn bấm xong thì nó hiện ra 15 chuỗi cụm từ bảo mật này, các bạn dùng giấy viết hoặc là các bạn dùng cái máy điện thoại khác các bạn chụp màn hình lưu cái mã 3 chip cây này cho thật là đàng hoàng các bạn. Mã 3 chip cây mắc là tài khoản của bạn mắc đó các bạn. Rồi sau khi các bạn lưu xong cái mã 3 chip cây này xong thì các bạn bấm vào I have don it don, các bạn thích gì thích thì chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Rồi các bạn bắt up lại 15 chuỗi bảo mật này các bạn. Chữ số 1 là router nè. Rồi số 2 là minute nè. Rồi các bạn cứ nhập vào đúng chính xác 15 ký tự nữa nghe tất cả các bạn. Số 14 là Fiatlas nè, Calixti nè. Rồi các bạn bấm vào Confirm nghe tất cả các bạn. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn KIC nghe tất cả các bạn. KIC dự án này để mua token phi sale, còn những bạn nào làm address thì khỏi nghe các bạn. Rồi sau khi các bạn có một cái ví hoàn chỉnh thì các bạn một trang nó xanh này là lịch sử thôi các bạn, không có chân. Cái ví này nó chủ yếu là nó có 3 phần quan trọng chính là mục gỡ và nhận và cái mục stacking các bạn. Thì địa chỉ gỡ thì các bạn gỡ địa chỉ ví của người khác vào đây nè, số lượng nè, các bạn tiếp vào bạn bấm vào continue bạn gỡ các bạn. Nếu mà nhận thì bạn bấm vào reset nè, nó cũng tương tự như những ví khác thôi các bạn. Các bạn nhấp vào đây là cái địa chỉ nhận mình là địa chỉ này nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ này lại thôi các bạn. Chứ không có chân các bạn. Và Asu không có. Còn phần stacking này để nhận lãi thôi các bạn, chứ không có gì trơn các bạn. Sao máy đứng không ta? Mục stacking này cũng không quan trọng các bạn chủ yếu quan trọng là mục nhận và mục gỡ các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví Suti để chứa những đồng coin chạy trên nền tảng của token Cardano có tên mã là ADA. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.